Em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay vườn lan Hà Nội có rất là nhiều cây đẹp luôn. Hôm nay video ngày hôm nay em chủ yếu là lên để quay nên phục vụ các bác những cái cây hoàng nhạn va các bác nhé. Những cái cây hoàng nhạn va, những cây hoàng nhạn 4N, hoàng nhạn Gia Lai và cây tam bảo sắc hoa trắng ạ. Thì đầu video thì em sẽ lên cho các bác xem một cái cây hoàng nhạn 4N rất là đẹp luôn. Cây này hiện tại nó cao lắm các bạn, rất là cao và rất là đẹp các bác nhé. Hiện tại em đang quay là vào buổi chiều tối nên là có thể là nó hơi ngược sáng, thì em quay về hướng này đi. Bởi vì là chiều ánh sáng nó về bên này. Đấy, cây bên này đẹp hơn này các bác ơi. Đấy, thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Thì đầu video em có một cái cây nhạn 4N rất là đẹp các bác nhìn này. Cây này của em nó đang đẻ con nhé các bác nhé. Cây này ở trong cái lô hoàng nhạn lá xoáy nhà em thì hiện tại là cây này nó cũng chưa có xoáy nhiều. Ngọn thì chưa thấy xoáy nhưng mà cái lá dưới nó đang bắt đầu xoay rồi này, các bác thấy chưa? Đấy các bác thấy chưa? Lá dưới nếu mà mình nhìn từ trên thì các bác sẽ thấy là nó đang bắt đầu xoay rồi nhá. Cây này là nó ở trong cái lô ngọn nhạn xoáy nhà em nhưng mà nó chưa xoáy bằng các cây mà hôm trước em bán xoáy các bác. Cây này thì nó chưa xoáy bằng. Nhưng mà về cây thì rất là đẹp. Cao các bác nhá, cây cao khoảng độ tầm để em đo thử xem là 1 gang này, 2 gang này. Hơn 3 gang của em nó rơi vào khoảng độ tầm 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 cặp lá các bác nhá. Khoảng 15, 16 cặp lá luôn. Cây rất là đẹp và cây này hiện tại đang có con, để một con rồi. Cây rất là khỏe các bác nhá. Thì chậu hoàng nhạn này thì em chia sẻ cho các bác chậu này với giá là 1 triệu 050 nghìn các bác nhá. 1 triệu 050 nghìn. Cây bao đẹp cho các bác luôn và bao rẻ luôn. Cây rất là đẹp các bác thấy chưa? Cây 4N các bác nhá, dài và đẹp luôn. Cái này em định bán 1 triệu mốt đấy. Nhưng mà thôi em sẽ để cho các bác với giá 1 triệu 050 nghìn. Tiếp theo thì hôm nay nhà em có về rất là nhiều cây cái nhạn va các bác nhá. Cây nhạn va. Cây này thì thực ra là mấy phiên trước ấy thì em cũng đã quay phục vụ các bác cũng được khoảng độ tầm chục cây rồi. Thì em còn có khoảng độ tầm hơn chục cây nữa em định là bớt lại. Em định bớt lại để em chăm cho nó lớn. Nhưng mà do là cũng thấy nhiều bác hỏi, nhiều bác hỏi quá nên là thôi em lại mang về để em phục vụ các bác. Và sau cái lô này thì là hết sạch luôn các bác nhé. Bởi vì là trước là có nhưng mà mình bán kiểu mình vừa bán mình vừa để dành ý. Thì trước tiên thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây. Hoa của cây hoàng nhạn va thì hoa của nó sẽ có màu hơi xanh hơi vàng một chút các bác nhé. Hoa rất là siêng bông, rất là thơm. Và cái lưỡi của nó sẽ có màu trắng tinh, rất là đẹp luôn các bác thấy chưa. Một cây như này các bác về trồng cho em thì sang năm nó sẽ có khoảng độ tầm 2 vòi hoa trên một cây các bác nhé. Hoa thì nó sẽ nở vào khoảng độ tầm tháng 6, tháng 7. Nó sẽ nở nhiều nhất là vào khoảng tầm tháng 7 các bác nhé. Cây này thì nó là cái cây sưu tầm. Nó cũng không có nhiều các bác, nó gọi là cây sưu tầm thôi. Thì hôm nay em sẽ lên một số cây và sẽ đánh mã để các bác có thể lựa chọn và sưu tầm các bác nhé. Đầu tiên là mã B1. B1 thì em chia sẻ với giá là 380 nghìn các bác nhá. Cây lá xếp rất là đẹp. Như cây này thì thường thường giá của nó rất là cao. Bây giờ là lô này là trước là ngày xưa là em mua được rẻ. Đây là em trồng rồi là lớn. Đấy, còn nếu mà ví dụ như là có những đợt bán ra cũng phải tầm 500-600 nghìn một cây như thế này cơ. Đấy thì B1 là 380 nghìn các bác nhá. Toàn bộ các cây đều đã có rễ hết rồi. Rất là khỏe, rất là mạnh rồi. Đấy, đang lực đang lên rất là ok. Mã B2 này về giá là 380 nghìn luôn các bác nhé, 380 nghìn. Tiếp theo là mã B3. Mã B3 về giá là 380 nghìn các bác nhé. Tiếp đến là mã B4. Cây B4 này rất là to, cây này có giá là 400 nghìn. Cây rất là to và cao. Và tiếp đến là mã B5. B5 thì ngọn nó lại hơi xoay một tí này. Đấy, cũng là 380 nghìn luôn các bác nhé. Đấy, ngọn của nó đây, ngọn nó lại xoay về thằng này. Ngọn này bắt đầu vặn. Đấy, tiếp đến là một chậu cây đôi các bác nhé. B6 là một chậu cây đôi rất là đẹp luôn này, 750. 750 cho một chậu cây đôi hai cây rất là đẹp luôn. 750.000 các bác nhá, rất là đẹp. Tiếp tục là B7 với giá là 750.000 luôn này. B7 750.000. Cây cao và đẹp các bác nhá. Tiếp đến là mã B8. Mã B8 thì mã B8 đây, em sẽ lên cho các bác xem mã này. Mã B8. B8 với giá là 750.000 luôn. Đây ạ, đây cây đây, cây đang sổ rễ rất là khỏe luôn. Cây này, đấy, hai cây đều đẹp, nói chung là các cây không có lỗi các bác nhé. Đấy, tiếp theo là B9 này. B9 thì cái cây này thì là cây này cây rất to luôn này, bộ rễ rất là sum xuê này. Nhưng cây này là nó có một cái lỗi nhỏ là cây này nó đã bị mất ngọn từ lâu rồi và nó đẻ ra cái cây này. Cái cây này đang là cái cây ở lách của nó nhá các bác nhé. Đấy, nó mất ngọn từ lâu rồi, nó đang đẻ ra cây này ở lách nhưng mà cây này rất to luôn. Cây này rất là to và bộ rễ rất là khỏe các bác nhé. Cũng là 380.000 cho mã B9 này. 380.000 các bác nhé.
Và tiếp đến là mã B10 này. Mã B10 này có giá là 380.000 luôn. B10 380.000 các bác nhé. Đấy, rất là đẹp và rất là khỏe luôn. Đấy, thì tiếp theo thì em có những cái cây hoàng nhạn Gia Lai các bác nhé. Hàng rừng thì em cũng chia sẻ cho các bác, hôm nay cũng chia sẻ giá rẻ luôn để các bác có thể sưu tầm hàng chuẩn rừng Gia Lai các bác nhé. Mã số B11 chậu này. Chậu này là có 3 cây, có 3 cây. 3 cây thì có 2 cây to lá xếp và có một cây này thì là nó bị mất ngọn và nó đang đẻ hai cái ngọn khác rồi. Mã này em để với giá là 350.000 các bác nhé. Mã B11 350.000. Tiếp đến là mã B12. Mã B12 với một chậu 3 cây rất là to luôn này các bác ơi. 3 cây rất là to và rất là đẹp luôn các bác nhé. B12 này em để với giá là 700.000 các bác nhá. Cây này bình thường phiên trước em để 800.000 luôn đấy, nhưng phiên này em để cho các bác 700.000. Em bán nốt để cho nó rộng, nhà đỡ phải mang ra vườn, không mang ra thì cũng được thôi, vườn thì cũng rộng nhiều chỗ treo, nhưng mà ở nhà thì nó hơi chật. Hôm nay em về rất là nhiều kiếm này. Đấy, nên là nhiều kiếm quá không có chỗ để mà quay luôn các bác ạ. Đây cái này thì có cả cái cuống xanh nha các bác nhá. Cây này có cả cuống xanh luôn này, có cả cuống xanh và có cả cuống già rồi. Đấy, có cả cuống xanh và cuống héo các bác nhá. Đấy, nên là các bác có thể sưu tầm cây này số tháng 4 tháng 8 này. Tiếp đến là B13 với giá là 300.000 các bác nhá. B13 với giá là 300.000. Đấy, tiếp đến là B14. B14 này thì ba cây rất là đẹp luôn. Cây này các bác có thể cho nó đứng lên được nhá. Đấy, cho nó đứng thẳng lên như hai cây kia cũng được, vô tư luôn các bác nhé. 600.000, mã này cây rất là đẹp và to luôn này. Đấy, tiếp đến thì em có những cái chậu tam bảo sắc hoa trắng tinh. Tam bảo sắc hoa trắng thì em bảo hành hoa cho các bác nhé. Hoa trắng tinh luôn, tam bảo sắc hoa trắng thì em để cho các bác với giá là 250 cho một cây. Thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng này. Đấy, hoa rất là đẹp luôn này. Đấy, thì 250.000 cho một cây các bác nhá. Thì các bác có thể sưu tầm. Đấy, các bác nào quan tâm thì ủng hộ cho em các bác nhá. Cây rất là đẹp luôn. Kiếm này, chậu kiếm này 800.000, siêu to luôn các bác. Mặt hoa đẹp lắm. Mặt hoa khách người ta bảo là kiểu cái đây này, em mua cả vườn của nhà bác luôn. Các loại luôn các bác, lô hội và những cái dòng đây này. Lá to, lá đẹp cũng có luôn, lô hội va cũng có luôn. Đấy, rất là đẹp, các bác có thể sưu tầm. Phiên sau thì em sẽ quay kiếm tiếp các bác nha, bởi vì là phiên này thì nó nhiều cây quá rồi. Đây cái giò này, giò này một giò sơ mi này, giò sơ mi này đẹp lắm, to đùng. Hoa này, hoa đẹp lắm các bác, hoa này nó đang tối quá. Đây này, hoa nó lưỡi nó trắng trắng và nó có cái viền tím xinh cực. Cây này là một cây sơ mi rất là đẹp luôn. Đấy, một sơ mi Quảng Nam. Cái giò này to củng luôn này. Giò này bác nào lấy thì để cho các bác với giá là 1.600.000 nhá. Siêu to khổng lồ, có cả lá nhân này, có cả lá nhân luôn nhé. Lá nhân có bản lá to lắm, nói chung giò này to, giò này nặng lắm, em còn chả bê được cơ, to lắm. Đấy, ngoài ra thì có những cái giò kiếm, những cái giò lá to này đây. Đấy, một cái chậu này, hàng rừng Quảng Nam luôn, bản lá siêu to. Cái hàng này người ta mất hoa rồi nhưng mà người ta bảo hoa rất là đẹp luôn. Giò này thì 800.000 cho một chậu các bác nhé. 800k cho một chậu, là có hai chậu này, hai chậu đẹp luôn, lá siêu to khổng lồ các bác ạ. Đấy thì các bác quan tâm để ủng hộ cho em các bác nhé. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin chào tất cả các bác nha.